Chợ ra đời từ rất sớm trong lịch sử loài người. Xa xưa, chợ là nơi trao đổi hàng hóa trực tiếp. Về sau, cùng với sự ra đời của tiền tệ, thì chợ là nơi diễn ra việc mua và bán hàng hóa. Cho đến hôm nay, chợ là nơi không thể thiếu đối với bất kỳ ai. Tại Hà Nội không thể thống kê hết số chợ bởi nhu cầu mua và bán của con người ngày càng cao. Và cũng chính bởi nhu cầu rất riêng của đời sống mà ở Hà Nội đã hình thành những chợ độc đáo, có một không hai. Hoa là hương, là sắc, hoa là biểu tượng của cái đẹp. Cho dù đó là loài hoa gì, sống ở đâu, là những loài hoa kiêu sa, những đóa hoa vô thường hay chỉ là một bông cỏ dại. Vì hoa là sự kết tinh của nhựa sống để khoe sắc, dâng mật cho đời. Cuộc sống của chúng ta là cả một vườn hoa. Trong vườn hoa ấy, mỗi loài hoa lại có những sắc hương khác nhau, biểu trưng cho từng vẻ đẹp khác nhau, cho từng mùa khác nhau. Có loài hoa đã vẽ lên những sắc màu lung linh huyền ảo, nhưng kỳ vĩ của thiên nhiên muôn màu. Chơi hoa cũng là cái thú tao nhã của người Hà Thành bao đời. Từ xa xưa, Thăng Long đã có những làng hoa, vườn hoa nổi tiếng. Vùng quanh Hồ Tây là vành đai hoa của kinh thành cũ. Tây Hồ, Quảng Bá, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đại Yên nối tiếp nhau thành đất hoa. Xa hơn là dinh đào Nhật Chiêu, nay là Nhật Tân. Ngày Hồ Tây xưa cũng là một nơi mọc đầy sen. Hoa là biểu trưng cho cái đẹp, mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng. Tất cả sắc màu của các loại hoa càng được nở rộ khoe sắc, tỏa hương trong không gian nhỏ xinh của chợ hoa Quảng Bá. Chợ hoa Quảng Bá thuộc quận Tây Hồ, nằm cạnh đê sông Hồng, là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội và cũng là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố. Ngày nào cũng vậy, khi sương đêm mới chỉ kịp phủ một lớp bụi mờ li ti trên những cánh hoa, cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, thì phiên chợ hoa đã bắt đầu. Khoảng 2 giờ sáng, những chiếc xe tải lớn chở hoa từ Đà Lạt, Vĩnh Phúc nườm nượp chở hoa về. Cũng lúc ấy, người nông dân ngoại thành Hà Nội cũng chở từng ôm hoa đến chợ cho kịp phiên bán hàng. Chỉ hơn một tiếng sau, chợ đã đông người.
những bó hoa nhiều màu sắc lần lượt được xếp cẩn thận trên sạp hàng, hay đơn giản hơn là trên chính chiếc xe máy, xe đạp chờ người mua đến chọn. Chợ hoa không chỉ có kẻ bán và người mua, mà còn có nhiều người đến đây để tận hưởng cảm giác yên bình của hương hoa, của đất trời vùng ven. Hoa thì vẫn mang những nét đẹp ngàn đời của nó. Sự thanh tao và hương vị của hoa giúp người ta cảm thấy cuộc đời này đáng yêu hơn. Ngay cả phiên chợ này cũng vậy, độc đáo và thú vị cũng chỉ bởi sản phẩm rất đặc trưng là hoa. Chợ hoa đêm Quảng Bá khoác trên mình một phong cách nhẹ nhàng, sang trọng như chính những bông hoa, sản phẩm của phiên chợ này vậy. Ở đây như một cuộc triển lãm hoa, từ những loài hoa đài các kiêu xa nhất tới các loài hoa đẹp một cách giản dị. Chợ hoa gồm hai phần, một góc chợ sáng rực là nơi bán mua những loại hoa ngoại đắt tiền. Và một góc lớn hơn, thâm trầm hơn là nơi bày các loại hoa nội như hồng, cúc, thược dược, violet của người ở làng hoa khắp Hà Nội mang về. Mùa nào hoa ấy thơm ngát một vùng. Thanh thản đi giữa chợ hoa đêm, tận hưởng hương sắc hoa và ngắm nhìn nụ cười của những người phụ nữ bán hoa, giản dị mà gần gũi đến lạ. Hoa thì vẫn mang những nét đẹp ngàn đời vốn có, sự thanh tao và hương vị của hoa giúp ta cảm thấy cuộc đời này thú vị hơn. Ngay cả phiên chợ này cũng vậy, độc đáo cũng chỉ bởi sản phẩm rất đặc trưng là hoa. Nắng đã lên, những chiếc xe đạp bán rong hoa từ chợ Quảng Bá tỏa đi khắp nơi khoe hương khoe sắc trên những đường phố Hà Thành. Phiên chợ hoa đêm cũng lùi dần và kết thúc. Thành phố thức giấc và bắt đầu ngày mới bằng những gánh hàng hoa. Từ chợ hoa đầu mối, những chợ hoa nhỏ bên đường được thành hình. Tuy không nhiều màu hoa, sắc hoa, nhưng những chợ hoa nhỏ bên đường cũng góp phần tô điểm thêm cho cuộc sống thường nhật, yên bình hơn nhưng cũng sống động hơn. Trong đời sống văn hóa của người Thăng Long Hà Nội, hoa và cây cảnh đã là một nhu cầu góp phần làm cho sinh hoạt xã hội thêm phong phú, vui tươi. Từ đây, những chợ hoa cây cảnh ra đời. Trong các chợ hoa cây cảnh ở Hà Nội phải nói tới chợ Bưởi. Chợ Bưởi 1 tháng 6 phiên, ngày 4, ngày 9, cho duyên đèo bồng. Chợ Bưởi là một trong hai chợ phiên hiếm hoi còn được duy trì trong lòng thủ đô, chợ Bưởi và chợ Mơ. Chợ họp vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hàng tháng trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba chợ Bưởi cho đến ngã ba Văn Cao. Một điểm thú vị, các mặt hàng buôn bán tại chợ hầu hết là thú nuôi cây cảnh. Có thể gọi đây là phiên chợ sinh vật cảnh độc đáo ở ngay giữa thủ đô.
Vào những ngày phiên, người tứ xứ lại đổ đến để buôn bán hay ngoạn cảnh, tạo nên một bầu không khí chợ phiên đặc biệt hiếm hoi giữa chốn phố thị. Người dân vùng Tây Tựu, Cổ Nhuế, Xuân La, Xuân Đình với mặt hàng các loại cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh đem về các buổi chợ phiên. Ngày xưa, vào phiên chợ 19 tháng Chạp âm lịch hàng năm, chợ Bưởi còn có bán cả các loại đại gia súc như trâu, bò, ngựa. Bây giờ thì không thấy có. Thay vào đó là có các hàng bán chim cảnh, cá cảnh. Khi đến với chợ Bưởi, ta có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong việc chọn cây, chọn con vật. Nhưng có lẽ mặt hàng nhiều nhất tại các phiên chợ Bưởi đó là các loại cây hoa đẹp, từ các loại lan rừng cho đến những cây hoa cỏ, trăm thức khác nhau, mỗi thứ một vẻ. Thậm chí muốn tìm mấy giống cây ăn quả hay những cây bóng mát loại lớn, người Hà Nội cũng chỉ tìm lên chợ Bưởi. Với nhiều người, họ chỉ chờ đến phiên để được đi chơi chợ, chẳng mua, chẳng bán thứ gì, chỉ là một thú vui không thể thiếu. Đến với chợ Bưởi, bạn Thỏa thích ngắm nhìn, lựa chọn những con, những loại cây, những loại chim cảnh, cá cảnh mà bạn yêu thích. Cuộc sống với tốc độ phát triển không ngừng nghỉ. Giờ đây, chợ Bưởi không chỉ có những người bán hàng theo từng phiên chợ như trước. Chợ Bưởi giờ đã có những cửa hàng, cửa hiệu bán chim cảnh, cá cảnh, cây cảnh, cố định và khang trang. Những người Hà Nội yêu thích các thú chơi tao nhã, giờ không phải chờ đến những phiên chợ Bưởi mới có thể tìm mua những loại mình yêu thích, mà họ có thể tìm những thứ đó ở bất kỳ một cửa hàng nào và vào bất cứ một ngày nào. Nhưng không phải vì thế mà chợ phiên Bưởi mất đi hình bóng của mình. Vào những ngày chợ phiên, những người bán hàng vẫn từ khắp mọi nơi đổ về đây. Mỗi chiếc xe bán hàng cũng có thể chỉ là một hàng nhành cây nhỏ, nhưng có lẽ đó đã là thói quen của những người bán hàng ở chợ phiên Bưởi. Và những người mua cũng vậy, đôi khi những gánh hàng nhỏ ở chợ phiên lại thu hút họ hơn những cửa hàng lớn. Có lẽ đó đã là thói quen đối với những người không quên được hình ảnh của chợ phiên Bưởi. Hà Nội đô thị hóa quá nhanh, nhưng các phiên chợ Bưởi vẫn tồn tại như một nét văn hóa riêng của Thăng Long, Hà Nội. Nhắc đến chợ, ai cũng mừng tượng ngay cảnh đông đúc, nhộn nhịp, ồn ào, tiếng giao của kẻ bán, người mua.